Đàn kêu Nam Bắc Đông Tây, mất còn chỉ một hồi này mà thôi. Đàn kêu gốc một đâm chồi, lạ nhân lạ vật lạ đời bơ ai. Đàn kêu thế giới ngày nay, khác nào trái chính trên cây bơ người. Đợn kêu giặc bùa khắp nơi, con xa cha mẹ vợ thôi mất chồng. Đợn kêu con lạc cháu hồng, hiệp nhau để được ngăn dòng máu rơi. Đợn kêu cuộc thế tà tơi, để mà lập lại cõi đời thường quân. Đợn kêu tu tình chớ sờn, hãy nên hắn hãy gặp cơn thái bình. Đợn kêu người hãy làm lành, để mà sống được như bành tổ xưa. Đợn kêu lòng lòng lưới thưa, mãi lòng không lọt hãy chừa tội gian. Đợn kêu đồng đạo sửa sang, con đường chánh giáo phải toan một bề. Đợn kêu thế cuộc đừng mê, hãy nên quay gót trở về cảnh xưa. Sống đây là cây sống thừa, một ngày sắp đến không vừa nạn tai. Đợn kêu đồng đạo gái trai, nhớ chăn gánh khổ một vai đức thầy. Hiện giờ giống ruồi gốc gai, quyết đem cuộc thế đến ngày an cư. Đợn kêu người phải thương người, kẻ lầm mình chớ nên cười nên khuyên. Đợn kêu châu đốc lòng xuyên, hữu duyên có Phật tại tiền ráng tu. Đợn kêu những kẻ sai gù, hãy nên cương quyết ném bầu rượu đi. Đợn kêu những kẻ mê si, hãy dùng trí huệ phá đi cho rồi. Đợn kêu hãy tình dân ôi, mấy khi gặp được cuộc đời đổi thay. Muôn năm mới có một ngày, trễ qua rồi dấu kiếm hoài không ra. Ngày nay kẻ gần đến xa, tới đây nghe giảng thiết tha trăm chiều. Chính đây không phải nói liều, chỉ lòng nguyện chúng được siêu kiếp này. Để chân theo dõi đức thầy, cũng đã xét gầm xưa nay nhiều lần. Hỡi dân khuyên hãy tinh thần, đừng cho lại chuyện nguồn ân của thầy.
đảo đồng giữ vẹn đường ngay, dầu cho đạo lý chớ phải tất lầm. Bởi đời còn quá lông đông, nên chỉ nhiều cuộc gái trông đến mình. Tấm kia khuyên hãy lặng dình, để ngày kết cuộc phí tình ước ao. Thương ngôi những kẻ sang giàu, nay quên đạo đức sao nào kiếm ra. Thương ngôi kẻ quyền ô la, làm điều bất chánh ra má sau này. Thương ngôi tớ phải xa thầy, những đêm nhiều cuộc bừa dày lâm ly. Nhưng lòng không quá kham bi, tin rằng cũng có một kỳ giải oan. Ai ôi cuộc thế mong màng, dầu rằng có lắm bạc vàng chẳng vui. Sợ e như mít xúc cùi, đời kia không thể cùng vui Phật đài. Ráng lo trau trịa dội mài, mỗi lần nghe giảng thêm sai mỗi lần. Dẫu cho ai đầy xô thân, trơ trơ như đá trân trân như đầm. Nguyện sao cho đến non tầm gần, như tiếng tử thoa lòng ước mơ. Ai ôi hại ráng chớ ngơ, được cành dương liễu Phật bà rải cho. Đời này nhiều nỗi gai go, nếm vào cho đủ đắng giò chua cay. Ở trong cái vợ có hay, gặp khi nạn ách biết nay lầm người. Buồn xem cho khắp kẻ đời, buổi đầu sốt sắng sao rồi ngó ngang. Sự tu không được vững vàng khổ, mà đi đến niết bàn bơ ai. Vì đâu tu tình ngày nay, bởi đời sắp rốt cần ngày thượng quân. Ai ôi hãy ráng sửa thân, ngày thầy trở lại mới gần một bên. Luật xưa thật rất là nghiêm, không tư không dị mãi tìm lẽ công. Ngày nay những kẻ bần nông, mà tâm chánh trực sao không mất phần. E người oai thế cuộc trần, lòng không chân chánh ác thân chẳng rồi. Dân ôi kìa hỡi dân ôi, ngày nay khuyên nhủ hãy ngồi lặng nghe. Sắc kia nếu chẳng gặp đe, sao nên muốn dùng đâu ra hình hài. Muốn nên được lúa phải cày, gia công khó mới có ngày được no. Muốn thân hưởng được thơm tho, đường chân lẹ chánh hãy dò mà đi.
cuộc đời vinh nhục thành suy, hãy nên chọn lấy kẻo khi lỡ làng. Vui chi với cây hoa tàn, đời này còn có một đàn phải tu. Tuy là không thấy chi đâu, chớ ngày kết cuộc nhiễm màu ai đương. Ngày kia biến đổi âm dương, những người sùng phùng khói hương được còn. Nam Giang lại với Sài Gòn, tuy đông nhưng rốt không còn mấy ai. Đổi về bãi núi mới hay, để cho vạn quốc biết ta việc thường. Ngày nay dân chúng thề lương, vì là dân hội thanh dương còn mờ. Chẳng qua vì là thiên thơ, thời kỳ chưa đến ngó tờ giấy không. Chừng khi lộ chữ sắc hồng, là người mới rõ tấm lòng thần tiên. Đây là một lẽ cơ quyền, nhìn ngay bàn Phật hiểu liền bơ ai. Khuyên nhau hãy ráng siết tay, cùng đi một nhịp đến ngày hoàng chung. Có khi ngư thủy tương phùng, là ngày dân chúng thỏa lòng ước ao. Cả kia nay mãi trong sao, bị mây che an khó lao được mình. Chờ cho lỗ được lâm đình, hỏi nhà đã đậu thì mình mới ân. Dựng dưng trước mặt cần dưng, lao lung dạm thuận muốn phần ngẩn ngơ. Ai ôi tâm tanh quá mờ, hãy nên chùi rửa mà nhờ thân sao. Đây vang tiếng kệ kêu gào, muốn người được có một màu với đây. Cùng đồng tôn kính đức thầy, cùng đồng vẹn vẽ tháng ngày lo tu. Mặc ai gây oan kết thù, nếu nhân không có quả đâu có nào. Ai ôi muốn được làm giàu, phải nên tích trữ đã lâu mới thành. Cùng như muốn được nên mình, phải cần trao sửa giữ gìn nhiều năm. Ngày nay Phật để vào tâm, ngày mai ma quỷ đâu xâm được nào. Dân ngôi thay cảnh bên tàu, lốp thời giặc giả lốp nào đói cơm. Thấy người mình phải giữ thân, kẻo ngày kia cũng đến gần như ai. Nhớ chăng Triều Tiên hôm nay, nước ta e cũng có ngày giống in. Nếu như không biết giữ gìn, để lầm chỗ quấy xác hình nát tan. Trên đời xác
thịt đã mang, dầu ai cũng phải chịu đàn tử sinh. Nhưng hồn chết được hiển linh, để đời còn chút tưởng tin với nào. Chớ như chết cành hoạt đầu, để đời có chỗ biếm bao vô cùng. Đùng đùng tiếng nổ đùng đùng, bão tròn đông á vui cùng thảm thế. Ai ghê tôi cũng đầm ghê, ai không tôi cũng chẳng hề ngơ tay. Phận mình ráng uống cho ngay, có khi thông thả trở tay cứu người. Ngày nay thế cuộc gần rồi, để chờ lòng được thì đời mới sinh. Gọi kêu ai phải ráng tin, tin lời chân chánh mà gìn tâm tu. Kêu nhau cho rõ đạo màu, gọi nhau được biết cao sâu đạo đời. Như tôi cùng thể mọi người, theo thầy học đạo lánh đời dối gian. Nhờ đâu được có điện quang, bởi duyên kiếp trước cùng toán bụi này. Chờ khi tớ được gặp thầy, mới tường thiệt giả rõ tay anh hào. Hỡi này đồng đạo đồng bào, ráng tu nhờ lấy không nào ép ai. Người tu thì của người xài, chớ đây không có ép này hoặc thêm. Người thành người quán cổ kim, không thành người chịu những đêm hung tai. Như đây thương xót gái trai, cũng đồng nhân loại trong ngày điêu linh. Với là đồng đạo đồng trình, nên đây phải ráng lời lành nhủ khuyên. Biết sao cho toại trần duyên, kẻ nghe thời thích người phiền biết sao. Nhưng ôi người có thấp cao, thì tâm kia cũng nhiều màu hiển nhiên. Hỡi đâu trách nỗi ưu phiền, đời còn mê muội Phật tiếng rộng tình. Chê người tức thì chê mình, thương người đó lại trở thành thương thân. Mong nhau gìn vẹn bốn ân, với mười điều thiện một lần này đi. Chừng sao không cánh không di, trên không bay được rõ khi nhiễm màu. Nay còn chờ cuộc đau đầu, muốn mau không được kéo lâu chẳng rồi. Dân ôi kìa hỡi dân ôi, lời khuyên đây đã cạn lời hãy nghe. Trở về lòng tánh trong ve, để soi được mặt, để khoe được hình. Gọi rằng định huệ viên minh, nay còn sao xiến chưa sinh chỗ màu.
Lời khuyên ai hãy nhớ lâu, khi ra về cũng cần âu sữa mình. Đến đây đã dứt lời lành chúc, cầu cô bác chị anh được thiền. Giảng kể đến đây đã dứt rồi, hình như đầm đau chữa đành thôi. Nhưng mà giảng lễ còn kỳ khác, xin hãy vui lòng để bước lui. Đã sanh ra giữa cõi trần, ít người thoát khỏi nợ nần đã gây. Gỡ ra thì có mấy ai, buộc vào xem thấy đời nay nhiều người. Muốn sao ra khỏi bể giới, một phen tu tình lánh đời mê si. Cõi trần giấc mộng lâm ly, một cơn thức tình việc chỉ không còn. Nhớ đây cuộc tạm thôn vôn, mọi điều vẫn có hao mòn mãi thôi. Cõi trần khổ lắm ai ôi, con đường đạo đức trao dồi chớ quên. Làm sao cõi Phật được lên, thoát đường sanh tử mới bền bơ ai. Mấy khi người cổ tay lai, nếu không trở gót uổng thay muôn đời. Kể cơ gian dạy hết lời, mà lòng sanh chung ít nơi tinh thành. Mỗi khi nhìn mỗi đạo lành, tâm hồn dường thấy ai đành sẽ tan. Thương dân xào heo tim gan, mến người cảnh khổ mới toan khuyên người. Nhưng ngôi mây kẻ nhớ lời, tưởng đây là quyến rũ người mê man. Biết đâu cuộc thế sắp tàn, cho nên tiếng Phật hiệp đàn tay lắm. Một phen đạo lý ca ngâm, khiến người sớm biết để tầm đức ân. Ngày kia được lánh mê tân, kẻo mà hối tiếc muôn phần bơ ai. Đau đồng già trẻ gây trai, đi nghe lời giảng bấy nay cũng nhiều. Hỏi ra nhớ được mấy điều, phần nhiều kia lại vắng hiu có nào. Lời khuyên thật rất ngọt ngào, chỉ vì muốn kẻ được mau đắc thành. Nhiều khi tâm trí sĩ thanh, tôi buồn thương xót chị anh sau này. Tuy rằng bổn đạo đức thầy, không làm chân chánh sau này cũng tiêu. Khác phe mà giữ luật điều, ngày kia cũng được sống nhiều hơn ai.
công bằng lẽ ấy không sai. Hỡi người đồng đạo hôm mai ráng gìn, khuyên ca đây cùng hết tình, ngắt lòng kia chẳng biết gìn làm sao. Tưởng cho nơi cõi trần lao được còn mãi mãi nên sao lãng lòng. Ai ôi hãy ráng làm xong, một là có đức hai công với đời. Ngày kia mới được chói ngời sống, còn trong phút bế lập đời bơ dân. Nhìn nhau mà luôn buồn bâng, thương nhau không thể ngại ngần lời chi. Khóc đời gặp đấng từ bi, mà tâm kia lại ngành đi không tìm. Khóc đời mê luyến đời kim, không nói người cổ thoát miền lao lung. Khóc đời sao qua đồi hùng, ngày kia tan tác như bùng gặp mưa. Khóc đời hẹn sớm quên trưa, với lòng sao lại không ưa Phật trời. Khóc đợi gặp lúc chuyển dời, thân kia khó thể yên nơi bờ trần. Khóc nhau khó đến non thần, bởi mình còn nắng nở trần quá ư. Khóc nhau khó gặp tôn sư, bởi lòng xáo lãng không như buổi đầu. Khóc nhau chia áo rẻ bâu, chẳng đem dạ mến cứu nhau buổi này. Khóc nhau miệng nhắc đức thầy, mà lòng kia lấy tà tay không rời. Khóc nhau lời chẳng nhớ lời, đua theo hiện hữu quên đời thường lai. Khóc nhau khó đến ngày mai, bốn phương giặc giả xấu tai giật dành. Khóc nhau như sợi chỉ mành, chẳng toan kết lại cho thành sắp tơ. Khóc nhau như đứa con thơ, một khi vắng sữa ngẩn ngơ khóc oàn. Khóc cho quả đất chúng ta, một khi thay vỏ thiết tha muôn vàng. Hỡi này tất cả xóm làng, đường tu khuyên hãy kiên gan một màu, dầu cho gian khổ thiên lao. Cùng là dừng bước chớ sao lãng lòng, còn chỉ rài bưởi mai bầm. Đời này hãy ráng một lòng lo tu, tránh sao khỏi vướng ngục tù, thoát ra cảnh ngoài vẫn du vui cười. Đây là thế kỷ 20, đổi thay phúc chốc cuộc đời khác xa. Muôn dân lân nhỏ trẻ già, được đi đến chốn xem mà hồi tiên. Hưởng đầy thú vị thiên liêng, khỏi cảm thông khổ ở nơi miền phàm gian. Nhưng nay phải ráng
lo toan trên đường đạo hành sửa sang một bề. Trong nhà ngoài ngõ chính tài sự thân cho vẹn không hề lao đao. Việc đời chớ hỏi chừng nào, hãy nên lượng xét trước sau thời tường. Chiến tranh nổi dậy khắp đường, cuộc đời lai lắc như vườn lá rung. Biết sao khắp cả cõi hồng cùng nhau được có một lòng mà thôi. Nay đây thế cuộc hỡi ôi, bởi tâm dân chúng vô hồi rẻ chia. Càng suy giọt lệ đầm đìa, thế mà trong đức thầy về làm sao? Lời khuyên tiếng dạy không trao, mãi lo các cuộc mẫn đào lời danh. Làm dân còn chẳng vẹn mình, mong vì sao được đắc thành Phật tiên. Hỡi này đồng đảo đồng thuyền, hãy nên ghi nhớ đeo liền chánh chân. Khuyên nhau nay được gặp cơn, có vì tiên Phật thánh thần giáo răn. Nên ghi nhớ Phật Pháp Tăng, với lòng hôm sớm dần năng kính thiền. Làm xong được mọi việc hiền, cũng như được có chiếc thuyền qua sông. Tiền bề đến hội qua lông, vững vàng tới được cõi bồng bơ dân. Có thân hãy liệu lấy thân, trễ chân ắt phải lầm cơn tai nạn. Mỗi người đều có gia can, hãy khuyên nhau được bền gan tu hành. Ông tu ông đắc đã đành, nhưng lòng phải ráng giữ gìn vẹn hay. Chờ cho cuộc thế dằn dai, sợ khi biến đổi không hay bỡ người. Khác chi nơi giữa lưng trời, bỗng nhiên mây nổi rồi thời mưa xa. Quyền di khó lượng thay là không toán trước, đến sau mà khó toán. Làm sao giờ chốt chạy sang qua, nơi văn giáo khỏi mang thương nghèo. Hai bên đầy dây hùm béo, giữa thời dân chúng cùng reo tiếng hành. Chừng khi bước đến Nam Thành, nhìn ra mới thấy nơi mình mau không. Ngày nay tu niệm cõi đông, đến khi thành tựu gầm không mấy người. Thấy vui mà chẳng dám cười, thấy buồn lại gắng khuyên đời nhớ ghi. Làm sao khi đến trường thi, tay rinh nhành quê thiệt ni anh tài. Bây giờ tập viết học bài, để lòng cho thuộc đến ngày ứng khoa. Đạo đồng hãy nhớ kỹ ra, thì đây thì chỗ lòng ta hiền lành.
Ngay kia các đấng thần minh tùy theo mỗi xác hiền lành mượn tay để hầu cứu độ muôn loài chuyển xoay đất nước thoát tay hung tàn. Bây giờ tâm chẳng sửa sang, ngày kia ma quỷ chúng mang đến vào. Chân ni cờ sắc đủ màu, hãy tùy theo ngọn cờ nào chánh chân. Nhớ ghi cho rõ nguồn cơn, lá cờ già gầm là hơn mỗi cờ. Nhưng không có chữ bao giờ mới là của quý để chờ mai sau. Hỡi này đồng đạo xưa trao, trên đời quả thiệt hai màu trộn pha. Có thật thì có giả ra, nhưng ôi tồn tại gầm ra lẽ màu. Sự tu cần phải gắn cầu, sớm hôm thành kinh mới hầu được nên. Ngoài ra việc thiện cứ bền, lo làm tất cả lẽ hiền chớ xa. Như xưa Đức Phật Di Đà làm vua ngôi vị hơn mà nhân dân. Một khi gặp Phật ứng thân, hy sinh tất cả không cần món chi. 48 nguyện còn ghi, đầy lòng bác ái từ bi với đời. Chẳng ham danh vọng của người, không ham phú quý gặp nơi nhiệm màu. Đạo đồng dẫu phải chờ lâu, với tâm kia chớ nghĩ đâu xa vời. Xung quanh đều có đất trời xét soi mọi lúc, xin người chớ quên. Chẳng qua thiên đình chưa yên, vẫn còn hì hục để đàn quả căng. Một khi quyền trường phá băng, ơn trên Phật định thời an mọi bề. Đạo đồng rang dứt tâm mê, ngày kia sẽ được quay về cõi không. Nhắc đi nhắc lại Hoa Lâm chưa tới người hồng chưa tin. Cùng như cái kiếp phù sinh, dù ai cũng chết lầm mình chưa ghê. Nói rằng cõi Phật sáng xuê, nhưng người chưa thấy chưa mê chút gì. Chừng nào hiện trước mặt thì giật mình hắt cũng chạy đi rổ rần. Nói xa rồi lại nói gần, giác lùi giác tới mọi phần giả chân. Tùy thời tùy cảnh tùy duyên, tùy tâm hâm mộ để phân cho rành. Sự tu thì phải nhớ hành, được lòng chân chánh công thành khỏi đâu. Ngày giờ mau tở bông câu, dân ôi phải biết nơi đâu mà hành. Con đường chân chánh phải lành, là nơi siêu việt hãy tin một lòng. Ngày nay muôn việc cõi hồng
ráng chiều một thứ hành không được bền. Mong người cứ bước mãi lên đến lữ bồng hội đáng nên tu hành. Dạng cơ đã chỉ đành rành từ phương xử thế đến mình tu thân. Dạy cho mười thiện bốn ân diệu đề bát chánh đã phân quá rành. Chỉ còn nay phải thực hành thì là được thấy huệ linh chớ gì. Đạo đồng viết sạch lưới nghi hại nên tinh quyết thoát ly tai nạn. Đây là cõi mong trần gian hiệp tan tan hiệp muôn ngàn chưa xuôi. Nhìn nhau mà luôn ngậm ngùi sợ nhau như trái chín mùi trên cây. Nhìn nhau mà nhớ đức thầy văn nhà để lại một bầy con thơ. Nhìn nhau mà luôn ngẩn ngơ không thầy bổn đạo như tơ rối cuồng. Nhìn nhau buồn chưa hết buồn bởi còn trong cảnh quay cuồng chiến tranh. Nhìn nhau xào ủa năm canh muốn sao được một tâm thành như nhau. Nhìn nhau thống thiết kêu gào để đi đến chỗ khói vào thiết lung. Nhìn nhau xào hiểu tim trung kêu nhau hài ráng dậy dùng kiên gan. Nhìn nhau như ngọn đèn tàn nhang lên thật sáng để toan tắt lì. Cuộc đời này có ra chi hãy nên gác bỏ nó đi cho rồi. Cũng ăn cũng mặc như người mà tâm đã lanh khỏi đời phàm nhân. Hỡi này đồng đạo xét phân dạng cỡ đâu có lửa lần với ai. Nói thời chỉ dùng lời ngay vì tình bác ai phôi bài đây thôi. Nghe không thì cũng mặc người với lời đang nói hẳn thời phải phân. Khuyên nhau hãy nôi gót chân đừng cho rời rạc khỏi cơn nguy nghèo. Một khi qua khỏi suối đèo đến nơi trống trải nạn nghèo hết mang. Vẫn thầy ta phải gian nan gặp thầy như được nhàn an lắm rồi. Dạ chân nay mới rõ đời dãi ngay chỉ ở khi người thiếu cơm. Có khi nghèo giữ tiếng thơm đến chừng có của rạ rơm không cần. Khuyên nhau dừng bước một lần đến ngày lập hội non tầng mới yên. Lời khuyên đây thật lời khuyên, khuyên nhau hãy ráng làm hiền đây thôi. Đến đây bài giảng hết rồi, xin chào đồng đạo sớm hồi bình.